đã có mặt ở cây cầu Ông Tư Trạch, ấp Vĩnh Mỹ, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh của thành phố Cần Thơ để đảng sinh Đức Quỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo lần thứ 100 năm. Có nghĩa là Đức Quỳnh Giáo Chủ năm nay là đủ 100 tuổi rồi đó cô bác. Có vũ khí đầy đủ hết trơn nè. Trời ơi. Chưa phải không? Chắc là chưa phải không? Đi vòng vòng nè. Rồi. Lẩu, đồ nguội. Sao? Dưới cối. Cái nồi này nồi súp hả cô phải không? Nồi củ hủ dừa kho. Củ hủ dừa kho. Cái này ăn bún hay ăn cơm cô? Ăn cơm. Rồi cô bác, giấc này đã hơn 7 giờ sáng của ngày 25 tháng 11 năm 2019 tính theo âm lịch đó cô bác. Thì lúc này mình đã có mặt ở cây cầu Ông Tư Trạch, ấp Vĩnh Mỹ, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh của thành phố Cần Thơ đó cô bác. Rồi lúc này mình sẽ di chuyển qua bên kia, tức là cái khu vực của đại lễ đang diễn ra. Ở đây là khu vực của ban trị sự thị trấn Vĩnh Thạnh hả cô bác, thị trấn Vĩnh Thạnh của huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Đó. Thì đêm hôm thì mình đã quay một cái clip ngắn để cô bác mình tham quan trước rồi. Sáng nay mình sẽ quay một cái video chính thức ha cô bác. Thì trong những cái video này là mình nói chuyện trực tiếp hết, thành ra nó sai sót rất là nhiều. Cô bác phải đính chính thông tin lại một phần nào ha cô bác. Chủ yếu là mình xem cảnh thôi cô bác. Còn những cái gì mà mình nói thì có thể nó sẽ sai sót rất là nhiều. Và hôm nay cái lễ là rất là may mắn cô bác, có cái đội lăng ở phía bên trong luôn. Đó, nhìn rất là vui ha. Để mình quay ngay cái chánh diện ở trước cổng để cô bác mình tham quan. Đêm hôm thì mình đã quay rồi, nhưng mà vì cái buổi tối đó cô bác, mình quay mình xem không có rõ. Thì sáng nay mình sẽ quay lại một lần nữa để cô bác mình tham quan. Ở phía trên băng rôn là có một cái dòng chữ kính mừng đại lễ đảng sinh Đức Quỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo lần thứ 100 năm. Có nghĩa là Đức Quỳnh Giáo Chủ năm nay là đủ 100 tuổi rồi đó cô bác. Ngày 25 tháng 11 năm Kỷ Mùi năm 1919. Và năm nay là ngày 25 tháng 11 năm 2019 đó cô bác. Rồi chắc là mình sẽ vào xem múa lăng đó cô bác. Thank you.
Rồi, vậy là xong cái chương trình múa lân diễu hành cho cái ngày đại lễ đó cô bác. Thì những cái lễ này ở các ban trị sự ở địa phương thì mình thấy đa số là có những cái khúc múa lân như vậy, nhìn rất là vui và rất là sơn tụ hết cô bác. Nghe cái tiếng nhạc lân thôi mà là mình đã rộn rã ở trong bụng rồi đó. Thì giấc này đã đến cái giờ khai lễ chính thức rồi đó cô bác. Mình sẽ quay trích đoạn một phần nào để cô bác mình tham quan, chứ nếu thật sự mà quay hết toàn bộ chi tiết từng một của đại lễ thì mình không có thời gian cô bác. Mình chỉ quay một phần nào để cô bác mình tham quan thôi ha. Đọc những người tặng lỏng qua quà của đại diện chính quyền mặt trận tổ quốc các cấp và đồng bào. 3. Đọc bài ý nghĩa kỷ niệm đảng sinh Đức Quỳnh Giáo Chủ năm Kỷ Hợi 2019. 4. Cầu nguyện quốc thế dân an và dân ý nguyện với đức thầy. 5. Là báo cáo kết quả hoạt động thực sự năm 2019 và đại biểu hoạt động thực sự năm 2020 của ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo thị trấn Thuận Thành. 6. Là đọc quyết định và trao giấy chứng nhận tuyên dương công đức. 7. Là phát biểu ý kiến của đại diện chính quyền mặt trận tổ quốc địa phương. 3. Lớn là phần bế mạc đáp từ của ban tổ chức, nghi thức bế mạc phần hành tế lễ và mời quý quan khách và đồng đạo dùng cơm. Rồi cô bác, cái vị này là trưởng ban ở cái thị trấn Vĩnh Thạnh ở đây. Để mình quay cận cảnh để cô bác biết mặt cái vị trưởng ban của mình ở đây nha cô bác. Đức Giáo Phụ Phật Giáo Hòa Hảo cũng như ban đại diện các tỉnh thành phố và ban trị sự các cấp xã phường thị trấn, nơi có đông tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo đồng loạt tổ chức đại lễ kỷ niệm 100 năm ngày đản sinh Đức Quỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo ngày 25 tháng 1 năm Kỷ Hợi 2019, ngày 25 tháng 1 năm Kỷ Hợi 2019. Trong không khí lạc quan tín ngưỡng hướng về Phật pháp và dân tộc, cô bác và anh chị em đồng đạo. Rồi cô bác, cái vị đó là cái vị trưởng ban ở cái thị trấn này đó cô bác. Thì cái vị đó thì cũng mới lên cái nhiệm vụ trưởng ban ở đây thôi. Thì trước kia cái ban trị sự này là cái vị trưởng ban kia ở bên sông đó cô bác. Bây giờ mới về qua đây đổi lại cái vị trưởng ban mới này. Vậy là cô bác đã biết mặt cái vị trưởng ban mới ở cái khu vực thị trấn Vĩnh Thạnh của huyện Vĩnh Thạnh ở đây hả cô bác. Rồi mình sẽ ngưng ở đây một chút xíu mà sẽ quay tiếp. Rồi, trong cái thời gian làm lễ ở trong thì mình nhất là mình sẽ tham quan một vòng ở phía sau, tức là cái phía hậu cần ở phía sau hả cô bác. Ở đây thì có một số cái món đồ ăn đã được dọn ra sẵn rồi. Cô bác mình xem nè. Đất nước Việt Nam ngày càng phát triển, đạo Phật giáo Hòa Hảo phấn khởi với những thành quả hậu cận của đã qua và đang tích thực hiện các ngày hậu cận sắp tới. Sắp tới theo đại nghị quyết đại hội đại biểu chính bộ Phật giáo. Lát này mình sẽ đột nhập cái ở phía sau của hậu cần nha cô á. Phía sau của hậu cần đấy. Ra cái khu vực ăn uống nè. Quá xá đồ ăn luôn rồi nè. Trời ơi, bữa nay mình ăn lẩu hay gì á, không bí gì hết trơn nè. Vì lý do kỹ thuật đã hết sức chưa? Vậy là cô chỉ là bữa nay là mình ăn cái món gì chính vậy cô?
món chính đó là lẩu thái. À, ăn lẩu thái rồi thêm cái món phụ gì nữa không con? Đậu xào và đậu kho. À, dạ, vậy là cũng rất là nhiều. À, mình bữa nay cho ăn là khoảng bao nhiêu bàn vậy cô ha? 30 bàn. Còn hồi hôm là khoảng bao nhiêu bàn cô ha? Hôm cháu cũng 20 mấy bàn. 20 mấy bàn. 30 bàn là khoảng 300 người đó cô ha. Rồi mình đãi một đợt, một hả là mình đãi lại gai. Hai đợt mình cô ha. Mà mỗi đợt là 30 bàn hả sao? Hả là cộng lên. Hai đợt là 30. Dạ, cái nồi là nồi súp đó cô phải không? Nồi của hủ dừa kho. Dạ. Cái này ăn bún hay ăn cơm con? Ăn cơm. Dạ, củ hủ dừa kho. Vậy là bữa nay là mình ăn lẩu hả cô phải không? Ăn lẩu. Còn dưới này dạ, cái nồi lẩu của mình đó ha, mình nấu sẵn rồi đem ra. Đó, cô bác thấy nè. Rồi con cảm ơn cô nghe. Quá xá đồ ăn luôn nè cô bác. Ở trong đây là nhìn không đã thấy thèm mà nè. Đó, cái này bông gì nhóc hết trơn bông, cái này không biết cái gì luôn. Không có chiên bên ăn uống cái chỗ này. Mình thấy nè, những cái món rau để mình ăn lẩu đó cô bác. Và một số cái món đã nấu sẵn rồi, chút xíu mình sẽ bày cho bạn. Và ở ngoài đây là một số bàn đã dọn sẵn như cô bác mình thấy ở lúc nãy mình đã quay rồi đó. Nó ở phía bên ngoài này cô bác. Đó. Có những cái bàn người ta đã dọn sẵn rồi, còn ở trong đó là một số món đang nấu thêm tiếp tục nữa. Giờ giấc này mình sẽ đi qua cái gian nhà bên đây, cái tớp hậu cần bên đây, coi có khác hơn cái hậu cần bên kia không nghe. Đó. Bên này đây mình thấy nè, rất là nhiều những cái món ăn của quá đẹp luôn. Dạ, quá trời ngon luôn. Có cần bưng lên đâu. Ủa, cái này kêu bằng cái gì cô? Cái món này. Đồ nguội. Đồ nguội ha. Dạ, còn bên kia ở đây là toàn là đồ nguội không thôi. Dạ, vậy là cái món chính thức bữa nay là mình ăn lẩu hả cô ha? Có lẩu. Dạ, ăn lẩu rồi thêm món gì nữa cô? Để con đính chính thông tin lại. Dạ, lẩu, đồ nguội. Sao? Gỏi chua. Dạ. Có kho hay gì thêm không cô? Dạ. Có kho hay gì thêm không? Có nữa. Trời ơi, ăn gì đâu. Vừa kho ngon lắm. Trời ơi, ăn gì đâu mà quá thịnh soạn luôn, quá trời nhiều món luôn. Quá trời nhiều món. Dạ. Quá trời nhiều món luôn. Dạ. Cảm ơn nhiều nghe. Dạ, vậy là cô nhà ở gần đây không? Gần. Cô được uống thiệt gần nhà đây nè. Gần sát bên đây luôn. Dạ. Hình như là các ban trị sự này lần đầu tiên tổ chức ở đây phải không cô? Phải không? Dạ, giờ lần đầu tiên con cũng đến đây luôn, con cũng không biết luôn. Dạ, vậy là cái nhà hậu cần của các bạn trị sự này ở bên đây hả, là ở bên đây cô? Con thấy hai chỗ là bên đây hả? Mình gặp chung cũng hai mà một đó cô ha. Dạ, một chỗ thì nó không hết cô ha. Dạ, rồi con. Dạ, dạ. Rửa đây không nấu, đây giờ dọn. Đây là quá lịch sự luôn mà bị giờ. Dạ, quá đẹp luôn. Rồi con cảm ơn con nhiều lắm nha. Rồi mình đi một vòng tham quan ở cái khu vực hậu cần ở đây không cô đó. Đó. Chuẩn bị muỗng chén bát gì nắp trơn nè. Đó, ở phía bên trong đó cô đó. Giờ ở phía trước của mình là các hội trường đang tiếp tục diễn ra cái buổi lễ đó cô bác. Mình quay ngược về ở phía sau ở đây, tức là các khu vực của hậu cần, các cô bác ở đây là gần như là chuẩn bị xong hết luôn rồi đó cô bác. Mình chỉ đợi xong lễ rồi mình ra bàn, mình dùng cơm với ban trị sự thôi. Rồi vậy là mình đã tham quan xong một vòng phía bên trong của ban trị sự ha. Chắc là mình trở ra ha cô bác. Thì trước khi đi thì mình sẽ quay một vòng nữa để cô bác tham quan. Đây là cái ngõ trổ ra bên hông phía trước của ban trị sự đây. Thì quay ngược vào ở phía bên trong, tức là cái hậu phía sau của ban trị sự, tức là các khu vực hậu cần. Và bên đây cũng có một cái khu vực cô bác hậu cần nữa đây. Vậy là ở đây mình có hai khu hậu cần ở hai bên. Rồi giấc này mình sẽ quay ngược về ở phía trước. Đó. Thì lúc này là cái buổi lễ vẫn đang diễn ra tiếp tục cô bác. Thường thì cái lễ diễn ra là khoảng 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng đồng hồ thì mới xong đó. Thì thành ra là mình tranh thủ thời gian đi tham quan một vòng. Có thể là bên đây là có thêm một số cái chỗ đãi nước hay gì để mình qua đây mình tham quan nha. Bên đây là đãi nước nè cô bác. Mà không thấy nhân viên ở đâu. Cái này hình như là cà phê nha. Cà phê, trời ơi, có vũ khí đầy đủ hết trơn nè. Trời ơi, nhóc chân vũ khí ha. Cà phê, còn bên đây là hình như là trà đường hay gì nè.
mà không thấy nhân viên ở đây quậy một nồi luôn là có. Ở đây là mình đãi trà đường hả chú phải không? Trà đường. Trà đường. Cà phê. Sữa cà phê ba món nha. Dạ bữa nay là cái đổi của chú phải không? Hôm là cái đổi của cô kia. Bữa nay đổi đổi. Vậy là nhà chú gần đây không? Gần kế đây ha. Bên đây nè. Dạ. Ở đây là cái ban trị sự lần đầu tiên tổ chức ở đây phải không chú? Dạ. Hồi trước những cái ban trị sự ở trước thì mình có đãi gì không chú? Chú à? Mà bên trong. Mà chú có đãi không? Không. Dạ. Bây giờ dời qua đây tiện sẵn đường với gần nhà cái mình đãi cho cô bác luôn ha chú. Rồi, dạ. Vậy là cái này là mình xuất tiền nhà sao chú? Cái này bên cho mình tự tử người ta. Vậy là mình chỉ đi tiếp thôi ha. Tiếp rồi. Dạ. Còn cái cô hôm là không biết là cổ xuất tiền nhà hay là tiếp ban trị sự đó không biết. Dạ. Chắc cũng gì quá chắc cũng đúng. Dạ. Dạ. Tại có một số ban trị sự giống như là xã ở trong Kinh Tám á chú là người ta xuất tiền nhà. Người ta đem người ta đãi đồ ăn nhiều nhất cho nó. Dạ. Còn bên đây là của ban trị sự ha chú ha. Dạ. Như mình góp lại cho chú. Dạ. Ủa sao giấc này có anh chú à? Đi giấc này chưa phải không? Giấc này chưa phải không? Đi vòng nè. Rồi đãi mấy lại. Rồi con cảm ơn chú nha. Dạ, cái này là cái khu đãi nước của bác. Hồi nãy mình tham quan đó là cái khu nấu ăn ở phía sau để mình quay toàn cảnh đây để cô bác mình tham quan. Phía trong tức là cái hội trường đang diễn ra cái buổi lễ ở phía bên trong đó cô bác. Giờ quay ngược về phía trước tức là cái khu vực cái bàn thông thiên, cái cổng vào của ban trị sự. Đó, giờ quay qua bên kia tức là cái con sông Cái Sắn và cái quốc lộ 80 đó cô bác. Nếu mà đi theo cái hướng này có nghĩa là mình về Rạch Giá của Kiên Giang. Đó, mình quay ngược về ở phía bên này cũng có một cái con rạch nhỏ chạy sâu vào bên trong nè cô bác. Đó, rồi nhắc mình về ra ở phía bên ngoài nha. Thì giấc này là cái buổi lễ vẫn tiếp tục diễn ra đó cô bác. Thôi mình ngưng ha chút xíu. Có những cái chương trình mới thì mình sẽ quay tiếp ha cô bác. Ông Nguyễn Mỹ, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vĩnh Thạnh xin trân trọng kính mời ông Võ Văn Hương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh lên trao phần quà. Và kính mời ông Lê Ba, trưởng ban nhân sự thị trấn Vĩnh Thạnh lên nhận quà. Xin kính mời. Xin cảm ơn ông Võ Văn Hương. Sau đây là phần quà của công an huyện Vĩnh Thạnh. Xin kính mời ông thượng tá Lê Văn Bảy, phó trưởng công an huyện Vĩnh Thạnh được lên trao quà. Và kính mời ông Lê Văn Thạnh, phó ban nhân sự phòng cảnh sát hảo thị trấn lên nhận quà. Xin kính mời. Xin cảm ơn ông Lê Văn Bảy và ông Lê Văn Thạnh. Sau đây là quà của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Vĩnh Thạnh. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Thanh Hồng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị trấn Vĩnh Thạnh lên trao quà. Và xin kính mời ông Lê Văn Ba, trưởng ban thị sự lên nhận quà. Xin cảm ơn ông Nguyễn Thanh Hồng và ông Lê Văn Ba. Sau đây là quà của giáo xứ Mô Côi. Xin trân trọng kính mời linh mục Nguyễn Chí Ti, phó giáo xứ lên trao quà. Và xin kính mời ông Lê Văn Thành, phó trưởng ban nhân sự lên nhận quà. Ông Nguyễn Đức Tiến, hậu đồng lực lượng của giáo xứ Mô Côi sẽ thay mặt sau đây là phần quà của đại diện đến từ thiện cho cháu bệnh viện Đa Khoa huyện Vĩnh Thạnh. Xin kính mời bà Nguyễn Thị Mùi đại diện cho ban quản trị sẽ lên trao quà. Và kính mời ông Lê Cát.
xin cảm ơn tạ những người vợ của chúng ta. Sau đây là quà của ban cai quản hòa đạo Cao Đài thị trấn Trần An. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Thanh Quang đại diện cho ban cai quản để lên trao quà. Xin mời ông Lê Văn Thạch phó ban trị sự lên nhận quà. Phần trao quà của quý một khách và đồng đạo đã xong. Nối tiếp chương trình hôm nay, là phần cầu nguyện quốc tế dân an và dân lý nguyện với Đức Thầy. Phần này xin trân trọng kính mời ông Lê Thạch, phó trưởng ban trị sự Phật giáo Bảo thị trấn Kim Thạnh để lên điều hành phần cầu quốc tế dân an. Xin kính mời ông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính mời các cấp chính quyền, quý vị đồng đạo. Mời đứng lên đây về trước lãnh để ta chúng ta cầu cho Thế Tôn An. Kính mời quý vị đốt ba cây hương. Kính mời quý vị ta chúng ta đốt ba cây hương. Và ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo đi ra phía trước. Và phần cầu nguyện hôm nay để tranh thủ thời gian chúng ta chỉ xá thôi. Kính mời quý vị quay ra trước. Kính mời quý vị xá ba xá chắp tay lên cháo nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cầu Phật Tổ, Phật Thầy, Quan Thượng Đẳng Đại Thần, chư Quan Thượng Thần, chư vị Sơn Thần, chư vị Nam Non Bảy Núi, gia hộ cho thế giới và đất nước Việt Nam được hòa bình an lạc, mưa thuận gió hòa, toàn thể đồng đạo và nhân loại được giảng sự lành, phổ độ hóa tánh giảng dân, tiêu tai tịnh sự, giải thoát mê ly. Nam mô A Di Đà Phật. Kính mời chỉnh lễ bốn lần. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa thôi. 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 Và kính mời các cấp chính quyền và tôn giáo bạn ngồi tại chỗ và đồng đạo chúng ta quay vào trong để đọc bài hứa hẹn. Chắp tay vào đưa lên trán nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Tôn Sư, nhân đản sinh lần thứ 100 của Ngài, chúng con tụ họp về trong tình thương yêu lẫn nhau như con một cha, dâng lên Ngài công quả tu hành của toàn đạo. Chúng con nguyện noi gương sáng trong cuộc đời hành đạo của Ngài, phục vụ vì đạo pháp, vì dân tộc, quyết giữ tâm trong sáng mà tu hành để làm sáng chánh đạo, rạng chánh thầy. Chúng con hứa trân trọng giữ gìn và thực hành theo giáo lý chân truyền, đúng với tôn chỉ hành đạo của Ngài, đó là học Phật tu nhân, tại gia cư sĩ, báo đáp tứ ân, giữ tám điều răn cấm, cứu giúp người quý khó, tương trợ trong hoan hôn tan thế, và hoạt động từ thiện hữu ích cho xã hội, cho chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Kính mời kính lễ Đức Quỳnh Giáo Chủ. Thưa xong, kính mời quý vị giảng tọa. Xin cảm ơn phần điều hành cầu Quốc tế Giang An của ông Lê. Tiếp theo chương trình, tôi xin bản phép được thông qua báo cáo kết quả hoạt động đạo sự năm 2020. Năm đi, bản thi dương Thường Kinh. Xin kính mời tất cả thành đạo. Kính mời ông Lê Đức Ba, quý tâm sự của Hảo Nhân Sao. Xin cảm ơn ông Lê Đức Ba và năm thành đạo. Cũng xin thông báo vào 21 thành đạo đã được đọc danh sách thì ban trị sự chúng tôi sẽ trực tiếp tổ chức đoàn đến nhà để thăm viếng và trao đồng tiền dương một ngày đầy cây. Cháu và hảo, lời chúc mừng an lạc, đoàn kết và thịnh vượng. Kính thưa quý vị, trong năm qua, mặc dù gặp không ít những khó khăn thách thức, nhưng với truyền thống đoàn kết quyết tâm của chính quyền và nhân dân thị trấn Vĩnh Thạnh luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, duy trì giữ vững tốc độ phát triển kinh tế, các chính sách an sinh xã hội luôn đảm bảo kịp thời. Kính chúc quý vị quan khách và chân quý đồng đạo được dồi dào sức khỏe, an lạc và hạnh phúc. Kính chúc quý đồng đạo thân tâm an lạc, đạo quả như dung. Xin trân trọng cảm ơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là đến phần nghi thức tôn giáo lễ mạc. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị quan khách và quý đồng đạo chúng ta hướng về lễ đài. Chúng tôi trân trọng kính mời toàn thể quý hoàng khách và quý đồng đạo chúng ta dùng những
ban tổ chức một bữa cơm thân mật. Xin trân trọng kính mời. Rồi, vậy là cái chương trình, cái buổi lễ sáng nay tới đây là kết thúc rồi đó cô bác. Thì lúc này sẽ đến cái phần dùng ca cơm với ban trị sự. Thì mình sẽ quay cái đoạn này để cô bác mình tham quan một phần nào. Thì cái đoạn này rất là vui cô bác. Tại nãy giờ mình quay là sẽ không có gặp mặt được cô bác hết. Thì sẵn tiện đây thì mình sẽ quay ở trong bàn ăn. Thì cô bác sẽ gặp, có thể gặp những cái người quen của mình ở trong đây chẳng hạn. Rồi mình sẽ ngưng ở đây chút xíu thôi cô bác, rồi mình sẽ quay tiếp. Rồi cô bác, sau khi cô bác đã vào bàn chuẩn bị ăn uống thì cái đội lăng ở đây bắt đầu khởi động cái hiệp nhì đó cô bác. Quay cho cô bác tham quan nha. Vui lắm. Đã đến cái giờ dùng cơm với ban trị sự ở đây và một số quan khách và một số đồng đạo đã bắt đầu vào bên trong dùng cơm. Cái ghim bồ của mình nó hơi bị nghiêng rồi cô bác thông cảm nha, xem cái hình ảnh hơi bị nghiêng rồi. Đó, về phát căng lại mới được. Rồi vậy là giấc này mình sẽ vào trong tham quan một phần nào của cái buổi cơm của ban trị sự ở đây hết cô bác. Thì ở đây là có hai dãy hai bên như cô bác mình thấy, cái dãy bên phải cũng là một cái nhà ăn. Dãy bên trái cũng là một cái nhà ăn và ở giữa là cái hội trường đó cô bác, ở giữa là hội trường thì mình để ăn ở hai bên và cái hậu ở phía sau tức là cái nhà hậu cần. Rồi chắc là mình sẽ vào trong tham quan đó cô bác. Đó,
mình chỉ quay một phần nào tượng trưng đó cô bác. Bên này thì chắc là mình sẽ đi vòng qua bên kia á cô bác. Đây là cái đội lăng của mình hồi nãy đây đó, cái đội lăng này. Bên này là cái đội đại nước, chắc này quá sớm luôn rồi, để mình quay nhít qua đây cho cô bác tham quan. Rồi, tham quan mấy các bạn ăn ở đây hả cô á? Tối một chút xíu. Rồi chỗ lại phía sau của cái nhóm hậu cần này nè cô bác, đó cái đồ ăn la liệt ở bên dưới luôn nè. Ở pha sau này là cái tóp rửa chén. Rồi quay trở ngược về phía trước nha cô á.
là mình đã quay xong toàn cảnh khu vực của cái đại lễ ở đây. Ở đây thì ồn quá, có thể mình nói không có nghe rõ cô bác, để mình đi nhích ra ngoài một chút xíu nói cô bác nghe sẽ rõ hơn. Rồi, vậy là cái đại lễ năm nay đến đây là kết thúc hả cô bác. Thì bữa nay là ngày 25 tháng 11 năm 2019, tức là kỷ niệm 100 năm cái ngày sinh của Đức Huỳnh Giáo Chủ đó cô bác. Mà ở đây mình thường gọi với cái tên đó là ngày đản sinh của Đức Huỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo. Như cái người thường của mình thì gọi là cái ngày sinh nhật hả cô bác. Thì ở đây trong đạo thì gọi là đản sanh. Thì năm nay là Đức Huỳnh Giáo Chủ đã tròn 100 tuổi rồi đó cô bác, đã tròn 100 tuổi như cái dòng ở trên. Cô bác mình thấy đã tròn 100 tuổi rồi. Năm nay là năm 2019 đó cô bác. Và cái ngày sinh của Đức Huỳnh Giáo Chủ ngày xưa đó là năm 1919 tính theo âm lịch đó cô bác. Giờ năm nay là 2019 nè. Rồi như vậy là mình quay một phần nào của cái buổi lễ ở đây, chỉ một phần nào thôi cô bác, chứ chi tiết thì mình không có thể quay chi tiết được. Thì cô bác có thể xem và cảm nhận được không khí cái buổi lễ ở địa phương là như thế nào. Tại vì những cái đợt trước đó cô bác thì mình đã quay ở trên tổ đình nè, tức là Phú Mỹ, Phú Tân của An Giang, thì đó là nơi diễn ra chánh lễ đó cô bác, tức là cái nơi sinh của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Còn ở đây là cái địa phương, một cái xã, một cái thị trấn thôi. Thì trung bình ở cái khu vực của đồng bằng sông Cửu Long mình đó cô bác, thì mỗi xã, mỗi thị trấn thì có một cái ban trị sự tương tự như vậy đây đó. Thì người ta đều tổ chức hai lần trong năm, tức là ngày lễ 18 tháng 5, tức là ngày lễ của Đức Huỳnh Giáo Chủ khai đạo đó cô bác, và ngày 25 tháng 11, tức là cái ngày mà Đức Giáo Chủ sinh ra đó cô bác. Mình hiểu theo cái từ đơn giản của mình đó ha. Đó, rồi như vậy là cô bác đã tham quan xong một cái buổi lễ của ban trị sự địa phương. Có nghĩa là cái nơi đại diện ở cái địa phương đó cô bác, mình nói vậy cho dễ hiểu ha. Rồi như vậy là cái phim của mình đến đây là kết thúc đó cô bác. Rất cảm ơn cô bác đã xem cái video này luôn. Và trong cái video mình nói chuyện thì nó sai rất là nhiều hả cô bác. Cô bác cần cái thông tin chính xác thì mình đính chính thông tin lại giùm cô bác. Mình chủ yếu là xem cảnh thôi. Rồi vậy là video của mình tới đây kết thúc đó cô bác ha. Rồi.